chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố siêu đẹp. Chủ nhà đang gồng gánh lãi ngân hàng, cần bán gấp, hạ giá bán lỗ 500 triệu đồng. Một căn nhà đang giảm giá bán lỗ 500 triệu đồng nha anh chị. Hướng chính Tây, tọa lạc tại trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, sát bên với quận Gò Vấp. Một căn nhà với diện tích ngang 5, sâu vào 14m, thiết kế 1 trệt, 1 lửng và 3 tầng lầu. Rất đẹp, có 4 phòng ngủ, 5 toilet, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà thì làm theo nhà phố Tân cổ điển, kiểu kiến trúc Roma Ý, vô cùng đẹp, sắc nét luôn. Chúng ta sẽ được làm một cái ban công vòm tròn ở trên lầu 2. Lầu 1 thì sẽ được đúc ban công vuông và sử dụng toàn bộ lan can là hợp kim nhôm nha quý vị. Mặt tiền thì có chạy đèn led, đèn rọi vô cùng nét luôn nha anh chị. Một căn nhà giá bán lỗ 500 triệu đồng. Chủ ngộp đang cần thanh khoản gấp, giảm gấp. Nên anh chị nào có nhu cầu mua, hãy gọi ngay về tới bên em. Đường trước nhà là con đường rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường, cây xanh, điện âm. Và nằm trong khu nhà đồng bộ lên tới cả 100 căn. Khu này đã xây và bán và về ở được khoảng tầm một nửa rồi. Đấy, còn trong này thì đang còn 5 căn nhà giao bán nha anh chị, 5-6 căn nhà giao bán. Mình căn nhà mình là giao rẻ nhất thôi. Đấy, đường rất đẹp, có vỉa hè, cây xanh, điện âm. Con đường thì cực kỳ là sáng luôn, có đèn đường nha. Khu nhà rất là thông thoáng, đường thông nha quý vị. Đường rộng 15m, đường thông cực đẹp, view rất là xanh mát nha anh chị. Nằm tại trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, sát bên với quận Gò Vấp nha. Một căn nhà giá vô cùng là hợp lý nha anh chị. Ngang 5, dài 14m và giảm giá 500 triệu đồng. Chủ đang gồng, chịu hết nổi rồi. Gồng gần như là gãy cả xương sườn rồi. Cần thanh khoản gấp. Đấy, nhà rất đẹp, rất là đẳng cấp. Chủ đang vay ngân hàng tới xây nhà bán, đang ôm 10 căn và vay ngân hàng tới 8 tỷ. Gồng lãi ngân hàng mỗi tháng cả gốc cả lãi tới 200 triệu. Nên là cần bán gấp. Hạ giá bán lỗ tới 500 triệu đồng. Căn nhà rất đẹp, rất hoành tráng nha quý vị. Mặt tiền theo kiểu kiến trúc Roma Ý, cực kỳ sang luôn. Chúng ta xem một góc máy chính diện này. Đây làm chỉ rất là sắc nét nha. Căn nhà siêu đẹp, siêu hoành tráng. Đường thì rộng tới 15m, về hè đèn đường cây xanh. Khu nhà đã về ở hết rồi, rất xanh mát, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đấy, giá thì cực kỳ thơm luôn rồi. Bán lỗ tới 500 triệu đồng. Có khoảng vỉa hè 2,5m, chúng ta đậu thoải mái xe máy và xe hơi ở phía ngoài này nha. Nhà mình bên ngoài sẽ có một cái cây cực kỳ mát luôn. Đấy, căn nhà đã giảm giá bán rất là rẻ rồi. Anh chị nào có nhu cầu quan tâm hãy gọi ngay về tới em Hưng. Sẽ có một lớp cửa cuốn phía bên ngoài. Bên ngoài thì được ốp đá hoa cương, bên trong có cửa nhôm sifa 4 cánh nha. Ngang tới 5m, bề ngang rất là rộng, sâu vào 14m. Nhà xây dựng hết đất luôn. Phía trong thì chúng ta sẽ được làm trần thạch cao, đèn led và tặng lại sofa. Dưới thì được ốp gạch 80. Rất đẹp, rất là rộng rãi theo kiến trúc tân cổ điển, cực kỳ sang trọng, cực kỳ bắt mắt nha. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà phố ngang rộng giá rẻ này, chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Đấy, giá gốc là anh chú ấy giao 6 tỷ, bây giờ giảm ngay 500 triệu đồng. Bán lỗ, cắt lỗ đi 500. Chỉ còn giá bán với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng thôi. Giá này chúng ta vẫn còn bớt một chút xíu nữa nha. Căn nhà rất đẹp, rất hoành tráng. Đối diện đây chúng ta sẽ có bộ tủ rượu rất là lớn nha. Có chạy đèn led phía bên trong luôn. Cầu thang thì đúc rộng tầm 90, ốp đá hoa cương, tay vịn có cam xe và kính dày 10 ly. Căn nhà rất đẹp, rất sang. Phòng bếp của nhà mình thì được làm tủ bếp khá là rộng rãi luôn. Trên được làm đèn chùm, đèn led và thạch cao nha anh chị. Căn nhà siêu đẹp, giá thì có 5 tỷ 500 triệu. Nó là rất rẻ, rất là hợp lý luôn. Phía trong này chúng ta được ốp một cái bức tranh đá này và có nhà vệ sinh. Nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Phòng ngủ đường sau thì phòng nào cũng có cửa sổ nha anh chị. Rất là thoáng mát luôn. Giá này rất là êm nha anh chị.
giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng. Với mức giá bán này thì vô cùng hợp lý luôn. Chủ nhà đang gồng gánh lãi ngân hàng, gần như là gần gáy xương sườn rồi, cần thanh khoản gấp nên là giảm giá bán lỗ 500 triệu. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp, đường rộng tới 15 mét, đường thông, nằm ngay trục đường Hà Hải Giáp, sát bên với quận Gò Vấp này, chúng ta hãy gọi ngay về tới bên em nha. Tầng lửng chúng ta sẽ được làm rất là đẹp, ốp gạch 80 và có cửa sổ ra phía sau, mỗi khi chúng ta tiếp khách thì rất là mát nha. Bên trên thì có làm đèn chùm, có làm đèn chùm và trần thạch cao đóng cực kỳ là nét luôn, cực kỳ nét nha, thạch cao rất là sáng. Có làm một cái bức tấm CNC ở đây. Căn nhà ngang 5, sâu vào 14 mét, diện tích rất là đẹp nha anh chị. Phòng ngủ thì cực kỳ lớn luôn, phòng rất là rộng rãi nha. Ốp gạch 80 và có ban công đúc tầm 1,5 mét, cửa nhôm Sinfa, lan can toàn bộ là nhôm đúc hết nha anh chị. Có trồng cây xanh ra phía ngoài, lan can sử dụng toàn bộ nhôm đúc hết luôn, rất là xịn sò nha. Đấy, căn nhà thì siêu đẹp, siêu hoành tráng, phòng rất là lớn, rất là rộng luôn nha quý vị. Giá rẻ chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng. Quý chị nào quan tâm đến căn nhà này, chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Toilet bồn cầu khối, gạch ốp cao lên đụng trần, có gương led và vòi tắm sen thuyền đầy đủ hết luôn. Cửa vào phòng toilet cả cửa nhôm Sinfa. Cửa vào phòng ngủ toàn bộ là cửa gỗ cam xe nguyên khối nha. Cầu thang thì nhịp rất là thấp và dễ đi. Di chuyển lên trên lầu 2, chúng ta sẽ đến phòng ngủ số 3, số 4 nha anh chị. Đấy, phòng rất đẹp, rất là thông thoáng, có cửa sổ phía sau. Nhà thì giá rẻ, chỉ có 5 tỷ 500 triệu đồng. Quý anh chị nào có nhu cầu mua, hãy gọi ngay về tới em Hưng theo hai số đang hiển thị ngay trên màn hình. Đất ở đây, đất không cũng đã 3 tỷ 9 một nền rồi. Đất ngang 5 như này 3 tỷ 9 nha anh chị. Anh chị nào quan tâm đất thì hãy gọi ngay về tới bên em. Nhà thì có 5 tỷ rưỡi thôi, phải nói là vô cùng rẻ nha. Toilet bồn cầu khối, vòi sen thuyền hết luôn. Nhà rất là rẻ luôn nha anh chị. Thiết kế màu tân cổ điển vô cùng đẹp, sắc nét. Giá thì cực kỳ là thơm luôn rồi. Và căn này chúng ta có thể vay ngân hàng được 4 tỷ nha. Anh chị chỉ cần 1 tỷ rưỡi tiền mặt là có thể sở hữu ngay được căn nhà đẹp này luôn nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, rất là hoành tráng. Chúng ta đang xem video, hãy nhớ thả like, bấm chuông và gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng. Toilet rộng rãi, có vòi sen thuyền, bồn cầu khối hết luôn. Gạch ốp cao lên đụng trần. Ta còn chần chừ gì mà không gọi ngay về tới nhà đất Bắc Hưng để được đi xem và sở ngay căn nhà đẹp này. Trên đây sẽ là khu gian phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Có phòng giặt ở đây. Phòng giặt được làm rất là đẹp. Phía bên này là khoảng sân thượng sau nha anh chị. Sân thượng sau của nhà mình. Và di chuyển ra phía bên này sẽ là khu vực sân phòng thờ và sân thượng phía trước. Phòng thờ khá là rộng rãi luôn, chúng ta thoải mái thờ ở đây. Rất là rộng nha anh chị. Sân thượng trước ốp gạch sạch sẽ hết rồi. Chúng ta có cầu thang sắt để di chuyển lên trên. Lên trên thì chủ nhà đúc luôn nha. Chúng ta có thể lên đó trồng cây, trồng rau cũng được, hoặc chúng ta trồng bên dưới cũng được nha. Đường trước nhà cực kỳ rộng, đường rộng tới 15 mét. Và khu nhà thì toàn bộ nhà cao tầng xây đồng bộ rất là sang luôn. Có đèn đường cây xanh, một nơi lý tưởng để chị mua để ở làm văn phòng công ty. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.